ban đầu tính sau 30 tháng 4 là xuống là chia tay không quen nữa. Sau đụng cái 2 ngày sau cái em ảnh nói thôi cưới nhau đi. Cái gì kỳ vậy? Dạ cưới nhau trong vòng 3 ngày thôi. Nói tật xấu của bà luôn đi. Đó. Bà dí quá đúng không? Dí quá. Bào quá. Bào. Làm bào thế. Là vừa sửa điện vừa sửa nhà rồi vừa nói trong nhà có cái gì sửa được là sửa hết. Rồi còn làm các kênh YouTube cho vợ. Mình phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa. Bào quá chừng bào. Bào cả tinh thần lẫn vật chất. Dạ thì em mong vợ em thì chịu khó lên YouTube là học các món ăn nấu cho nó tay nghề nó lên cao hơn. Anh nghĩ được, phụ nữ là yêu bằng tay nha. Em học được có một ngày xong em mai em quên công thức. Em biết không, phụ nữ mình là thích yêu bằng tay nhưng mà chinh phục đàn ông là phải bằng miệng đó. Và gọi là món ăn đó nha. Đó. Dạ, em xin chào MC Hồng Vân, MC Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Quang Vinh, là kỹ sư điện, em hay đi làm công trường. Em 35 tuổi, em ở Bình Thạnh, ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh nghe cái giọng của em là anh muốn biết là em gốc quê đâu? Dạ, quê em Đắk Lắk. Thôi, con mời vợ Vinh. Dạ, em tên Trang, em cũng đến từ Đắk Lắk luôn. Dạ, năm nay em 35 tuổi. Dạ, hiện tại em làm nhân viên văn phòng ở quận 1. Chắc là họ quen nhau từ cái thời họ ở Đắk Lắk á chị. Phải quen không? Nhau ở quê. Đúng không? Dạ. Sai hết rồi. Dạ không. Thôi bây giờ các bạn hãy khui đi. Đó, lần đầu tiên mà các bạn gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ngày mùng 4 Tết ạ. Bạn tụi em giới thiệu. Dạ, tụi em về quê ăn Tết á. Cái anh bạn của em với ảnh á là thật ra là anh họ của em giới thiệu anh đó cho em. Giới thiệu đó thì không biết cái anh đó có người yêu rồi. Thế là anh ấy sau này mới khai ra là có người yêu rồi, thì mới cảm thấy có lỗi nên là dịp Tết á thì mới cài bẫy cho hai đứa này đi. Anh này cũng chưa có người yêu thì em cũng chưa có người yêu. Đó thì mới rủ đi cà phê ở trên phố, đi uống cà phê bình thường xong mà em có rủ về nhà chơi. Cái anh bạn của em thì anh nói là thôi hôm nay anh bận rồi thì hai đứa thì xách kèo tự đi chơi đi. Thì lúc đó thì em cũng rảnh, anh này cũng rảnh. Thế là đèo nhau đi chơi nguyên một ngày mùng 4 Tết. Mà lần đầu tiên gặp anh Vinh này thì thấy anh như thế nào? Xấu anh, xấu anh. Trời, mắt cũng mí, răng thì to. Ăn ngủ cà phê mà cứ nhe răng ra cười thôi. Vậy chứ mắc gì mà hôm đó là đi chơi nguyên mùng 4 Tết? Tại vì bữa đó em rảnh, cháu của em là đi về quê, anh chị cũng về quê, có mỗi mình em ở nhà đâu có làm gì đâu. Thế còn Vinh thì sao nào? Lần đầu tiên đến thì em với bạn em đi đến cuộc hẹn hơi trễ, khoảng tầm 30 phút, 45 phút gì đấy. Sao trễ dữ vậy? Dạ thì em cũng không biết là đi lên gặp mai mối giới thiệu gì sao đâu. Em tưởng là đi chơi thôi cho nên là cũng thong thả đi. Đi nửa đường thì bạn mới nói cô này cô vẫn ngồi chờ trên đó. Thái độ thì đến lúc gặp mặt thì điềm tĩnh chứ không có nóng giận gì. Thế mình thấy có ấn tượng. Tuy rằng mình trễ hẹn nhưng mà cô điềm tĩnh, cô ngồi bao chờ. Bao dung một người phụ nữ bao dung đúng không? Yeah. Nói chung là có ấn tượng ok với cổ. Yeah. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào? Đó. Đó là em cũng có quen mấy anh chàng cũng làm cũng công việc cũng ổn định, lương cũng cao, cũng có nhà thành phố vậy đó. Quen thời gian xong mình không có nói chuyện, không có hợp, rồi khác về tôn giáo nữa. Cho nên là mình không có quen. Nên sau cái này cái là mình đặt tiêu chí rồi thôi. Mình lấy được người đàn ông nào thương mình. Thương mình là được rồi. Yêu chiều mình rồi làm những cái gì mà mình muốn. Ừ, rồi ông này ông có được bao nhiêu trong cái tiêu chuẩn của em? Dạ nói chung là ok chị. 100%. Nghĩa là đó là cái thời gian các bạn gặp nhau là ở trên Đắk Lắk. Nhưng mà sau Tết rồi thì là có xuống Sài Gòn để mà tìm hiểu nhau tiếp tục hay không? Và quen nhau ở đâu? Dạ có, thì mùng 5 Tết em có mời ảnh là xuống nhà ở Sài Gòn chơi. Nó thì lên đó em cũng ok, rồi em lên nấu cơm. Nấu cơm xong rồi tối hai đứa cũng đi chơi vòng vòng, cũng nói chuyện qua lại Zalo xã giao thôi. Thì thấy là bạn này là đầy đủ cái tiêu chí đó thì phải khí thế tiến tới thôi. Đúng không cưng? Nhưng mà trong thời gian quen thì 3 tháng á thì kiểu như là quen nhanh thì mình chán cũng nhanh. Chắc có chuyện xảy ra đúng không? Nói chung là về công việc cũng ảnh nhiều khi cũng bấp bênh nè. Rồi thời điểm đó là ảnh quen em sau 2 tháng thì ảnh có làm bên công ty về điện nữa. Dạ thời gian thì hai đứa cũng không có dành cho nhau nhiều, vừa làm quán pizza vừa làm bên điện nữa nên gặp nhau cũng ít. Rồi cũng có xích mích một này cái này nọ. Ban đầu tính sau 30 tháng 4 là xuống là chia tay không quen nữa. Sau đùng cái 2 ngày sau
Cái em với ảnh nói thôi cưới nhau đi. Hả? Cái gì kỳ vậy? Dạ, cưới nhau trong vòng 3 ngày thôi. Tại sao? Lúc đó thì cũng lớn tuổi rồi, thôi thì cưới nhau luôn đi, rồi được tới đâu á tính tới đó. Gia đình có hối cưới không? Dạ, dạ không. Trong cái lúc quen nhau đó thì em cũng làm hai việc, chứ không phải là em làm cái câu lạc bộ bia không của em. Cô bạn này cũng lớn tuổi rồi thì mình chắc cô cũng không có phải là đòi hỏi hay là mè nheo nhiều như các cô tin tin, thì mình mới tập trung cho công việc nhiều hơn. Thì không ngờ là cô thì thật ra thì là do mình sai, thì chị em phụ nữ thì ai cũng giống nhau, người ta cũng mong muốn được quan tâm, được yêu chiều. Thế thì em mới thấy là mình sai, thì em mới nói là nghĩ là thôi được, cô này thì ok thế này thôi, mình phải cưới luôn, vừa xuống làm quà vừa xuống coi như là kết hôn luôn, đặt vấn đề kết hôn luôn. Em thì Bình Dương còn em là Sài Gòn, cho nên là đi lên đi xuống phải nói rất là vất vả đúng không? Thời điểm sau, thời điểm cưới nhau thì cũng vẫn làm ở Bình Dương với Sài Gòn đó. Rồi con cái là lúc nào? Thì em có con luôn, thì em sợ là cũng muộn á. Sợ lâu đúng không? Dạ. Rồi. Cái lúc mang bầu với sinh con á là có ảnh gần không? Dạ thì có, tại vì nhà em có cho thuê nhà đó, em cũng có mấy bạn ở trong nhà chung nhà luôn. Thì dù có vấn đề gì thì có mấy bạn đó hỗ trợ. Chỉ là mình không có chồng ở bên cạnh nhiều thôi. Rồi hai vợ chồng về sống với nhau, giờ đến cái phần mà loài tật xấu nè. Dạ, ảnh thì cũng ngoan lắm, chỉ có cái tật là ngủ mà nghiến răng á. Em có làm sẵn cái máng răng cho ảnh, nhiều khi ảnh nhớ thì ảnh ngậm, khi là ngồi bấm điện thoại xong cái ngủ quên á. Quên ngậm răng, coi như là nguyên một đêm lại bị mất ngủ. Ảnh ngủ ngon lắm. Như vậy cái tật xấu không phải là tật xấu nghiến răng, mà là quên đeo cái máng. Quên đeo máng nghiến răng. Đó, tật xấu là tật hay quên. Rồi gì nữa? Còn gì nữa không? Với lại trước khi cưới á, trước khi quen á thì cũng có nói là anh bỏ hút thuốc thì em mới quen anh. Thì cũng có bỏ thuốc thiệt. Thì đến một năm sau khi mà ảnh làm xa nhà, kiểu xa vợ con, cái mùa Covid bị ở lại Vũng Tàu 3 tháng á, thì cũng buồn cái là hút thuốc lại. Hút tới giờ luôn. Dạ đúng rồi. Trời em phát hiện ra xong cái cũng chửi mấy lần, giận mấy lần xong cũng cho mặt ra vậy ạ. Em ơi, cái dòng mà đã cai thuốc rồi hút lại là hút gấp đôi nha. Dạ. Mốt có tự lực cánh sinh đi, có cai được thì cai, không cai được thì chưa xong, cứ ngưng một lần là gấp đôi. Nhưng mà theo anh á thì là bớt dần và nếu được bỏ luôn đi. Tại vì thứ nhất là nhà của trẻ con. Cái thứ hai nữa mình cũng lớn tuổi rồi, bây giờ cái thuốc lá nó rất là nguy hiểm. Với vợ và con em là những người mà bị ảnh hưởng nặng hơn. Hoặc là những nơi em tới sửa điện. Cả nhà bị dính hết luôn. Rồi, có mong muốn ông xã thay đổi điều gì không? Với lại hai vợ chồng em đang có dự án làm YouTube về du lịch á. Thì cứ cuối tuần là em cứ bắt ảnh đi quay. Cái cuối tuần là ảnh được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà không có được ngủ nướng là bắt đi quay, dậy lúc 6:30-7 giờ đi quay. Xong khi về làm video kiểu như em không biết làm thì ảnh biết làm anh, nhưng mà ảnh làm nhăn nhó á. Hai vợ chồng cũng cự nhau đó. Xong bây giờ em chỉ muốn là ảnh giúp em là đi quay nhiều hơn, rồi cùng nhau đi du lịch nhiều hơn, để mình có thể làm một cái kênh về du lịch nó. Đó là cái sở thích của em đúng không? Dạ đúng rồi. Mà yêu cầu cao lắm ạ. Chính em là cái người đầu tiêu ra cho vợ đấy chứ. Tại vì hồi trước vợ em hay đi du lịch mà toàn là chụp hình không, thì em mới nói vậy xong mẹ không làm một cái kênh YouTube đi rồi quay lại những cái kỷ niệm đó mà up lên để trên mạng đó để xem cho vui, làm cái kỷ niệm. Vợ mới nói nhưng mà cái này là em không biết quay nè, em cũng không biết làm phim nè. Em nói thế bà biết không? Này bà biết thì để bà làm, để bà hỗ trợ cho mẹ. Nhưng mà đến khi mình hỗ trợ là yêu cầu cao quá, giao deadline dí sát đít luôn, mình làm mình còn công việc của mình nữa chứ, làm có trả lương đâu đúng không? Nói tật xấu của bà luôn đi. Đó. Bà dí quá đúng không? Dí quá, bào quá. Bào làm bào từ là vừa sửa điện vừa sửa nhà, rồi vừa nói chung nhà có cái gì sửa được là sửa hết. Rồi còn làm các kênh YouTube cho vợ. Rồi mình phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa. Bào quá chừng bào. Bào cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng mà nhiều lúc than thì nói bào cho vui chứ vợ em sống rất là tình cảm. Tuy rằng nấu ăn không ngon chứ, nhưng mà biết chồng mệt thì phần xuống bếp rồi nấu những cái món. Kể tật mà em chưa hài lòng đó. Em có em tật xấu là quá dị ứng với lại bụi bẩn. Ở quá sạch. Hầu như cái thời gian ở nhà là dành để mà dọn dẹp rồi lau chùi bụi. Thì em nghĩ là cái nếu mà mình quan tâm cái vấn đề nhỏ nhỏ mà nó nhiều quá thì nó lại tốn đi cái thời gian để mình làm công việc khác.
Thế là may sau này gia đình hai vợ chồng có điều kiện, có nhà to mà lâu cờ đâu có mà chết. À. Kể như vậy thì cũng... Rồi. Em mong vợ em thay đổi điều gì nhất? Dạ thì em mong vợ em thì chịu khó lên YouTube học các món ăn nấu cho nó tay nghề nó lên cao hơn. Anh nghĩ được nữ là yêu bằng tay nha. Em học được có một ngày xong em mai em quên công thức. Em biết không, phụ nữ mình là thích yêu bằng tay nhưng mà chinh phục đàn ông là phải bằng miệng đó. Bằng là món ăn đó nha. Đó. Hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết rằng là hai vợ chồng có những cái tình cảm gì hay là có những cái sự bày tỏ nào dành cho nhau hay không? À, dạ có, em có một món quà đặc biệt dành cho chồng của em. Wow. Dạ, thì muốn cảm ơn ảnh là trong thời gian qua ảnh cũng biết lắng nghe mình, rồi cũng có hỗ trợ mình làm rất là nhiều thứ. Cô vợ đặc sắc quá vậy. Lâu lắm rồi á nghe. Đứng lên, trời ơi, đứng lên mở ra coi là cái gì. Mình mở ra coi đi. Mở ra coi. Đồng hồ chắc. Wow, một chiếc đồng hồ rất đẹp nha cả nhà. Thôi em đeo luôn đi cưng, đeo luôn đi cho nó giữ lại làm kỷ niệm. Đeo luôn. Bữa giờ hứa với ảnh hòa là bây giờ mới mua được á. Wow. Còn mặt miết lòng thầm luôn kìa. Trời ơi. Thích không em? Ơi. Em thích cái này đúng không? Dạ, cũng thích nhưng mà nó lại gắn thêm trách nhiệm vậy. Nếu có quà này chắc đi về muộn hơi khó này. Rồi, bây giờ mình đã nhận quà rồi. Thì không biết rằng là mình phải có cái điều gì đó để mà đáp lại với vợ chứ. Đúng không? Chồng xin cảm ơn vợ. Thì hai vợ chồng mình đến với nhau nhanh nhưng mà trong cũng 2 năm dịch vừa rồi thì lần này là lần mặc áo cưới thứ 5 của vợ rồi. Vì dịch nên tụi em vẫn chưa có hoàn thành xong cái thủ tục cưới của tụi em nữa. Chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua cái thời gian khó khăn. Mong vợ mạnh khỏe, vui vẻ. Dạ, dạ rồi, cũng chúc ba là có nhiều sức khỏe để có thể mẹ bào nhiều hơn, bào sức nhiều hơn. Đây trả lại cái hộp nha. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.